Thì thật sự ra đó, trong cái đậu nành á, thì người các nhà chuyên môn hiện nay người ta phát hiện ra là trong đó nó có cái isoflavone, nó là một cái loại người ta gọi là cái estrogen thực vật. Nên khi chúng ta sử dụng vào thì cái lo lắng lắng nhất là không biết cái estrogen đó nó có làm gia tăng các cái kích thước của khối u hay không. Nhưng mà thật sự ra thì khi dùng cái isoflavone này vô trong cơ thể đó, thì nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta tạo ra những cái hormone, mà hormone là nội sinh. Do đó cái nồng độ của nó thì sẽ không cao. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó lại có tác dụng là thay đổi những cái hoạt động của cơ thể. Đặc biệt là cái nghiên cứu hiện nay cho thấy là khi chúng ta sử dụng cái đậu nành á, thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta là gì? Hạn chế cái phát triển của các cái tế bào ung thư, và đặc biệt là có lợi trong những người đang điều trị về ung thư, đặc biệt là ung thư vú cũng như là ung thư cổ tử cung. Nên các bạn yên tâm. Tuy nhiên, cái lượng mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng không nên là nghe nói bác sĩ Sơn nói là ăn đậu nành thì tốt, ngày nào tôi cũng ăn đậu nành, thì đây là không phải. Vì cái từ đầu bác sĩ đã chia sẻ rồi, cái chế độ ăn của chúng ta lúc nào nó cũng phải khoa học và cân bằng và đa dạng. Nên chúng ta không nên vì một cái thức ăn nào đó mà chúng ta chỉ ăn một cái thức ăn đó thôi, thì như vậy nó sẽ không có lợi cho sức khỏe của mình.